mặt hàng đầu tiên mà Thanh Mai muốn chia sẻ quý vị đó là thuốc nhuộm tóc. Cái này nó gọi là Tech Five. Tại sao cái tên nó là Tech Five? Ở đây Mai thấy là Tech Five có nghĩa là mình mất chỉ cần 5 phút thôi là mình đã nhuộm được tóc. Với cái sản phẩm của Hàn Quốc à, hãng sản xuất tên là Dongsung à chỉ mất 5 phút là quý vị đã có được một cái máy tóc như mình muốn. Tại vì sao mà Mai nói máy tóc như mình muốn chỉ mất 5 phút à với ở đây Thanh Mai thấy là nhiều màu đó gọi là màu natural brown, à, màu matte brown, à, rồi màu gray. Mình có màu gray nữa. Hình như fashion bây giờ người ta cũng Đúng dùng rồi. gray nữa ha. Đúng rồi. Cái màu rất là fashion. À, đây, đấy. Thì gray thì có dạng hai gray. Một gray đó gần như là bạc. Và một gray đó là nó sậm hơn một chút xíu. Nhìn nó 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 nó, nó natural hơn chút. Vẫn Và hài, có, có là màu nâu và matte brown này đó giống như là màu màu nâu mà màu nâu đậm còn ai mà muốn à, tóc mình tùy theo cái làn da nha quý vị nếu mà làn da của mình mà da trắng đó thì phú tài biết không những người da trắng mà họ muốn có mái tóc nâu nâu nhìn cho nó hay hay chút xíu đó thì đối phú tài chứ làn da trắng đó mà phụ nữ muốn nhuộm nâu ừ. hay là nam giới cũng được chứ không cần phụ nữ đâu chọn màu nâu nào là hợp với làn da trắng ghê thiệt ha cái, à, cái này, này mai có ngâm cứu hẳn hoi nha cái, 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 cái câu hỏi này hóc búa thiệt tại vì thật sự ra những người phải là những người có à, tìm hiểu những cái thông tin à, ví dụ như là về những cái cách thức làm đẹp hoặc là những cái thông tin để tạo làm sao cái mái tóc cho nó hợp với lại khuôn mặt cho nó hợp với lại cái dáng người và cho nó hợp với lại cái màu của làn da nữa thưa quý vị không phải đơn thuần cái là quý vị nói là tôi muốn nhuộm màu này tôi muốn nhuộm màu kia nhưng mà quý vị ơi phải coi cái làn da của quý vị tùy vào cái độ ví dụ như từ màu da làn da trắng cho tới làn da ngâm phải màu nào nó mới hợp đúng không thưa quý vị đối với những người á có làn da trắng thì khi mình chọn màu nâu mình nên chọn màu nâu nhạt ừ. tại mình như vậy đó nó tôn tạo cái vẻ của mình lên hơn tại cái trắng mà nó đi với cái nâu nhạt tự nhiên nó có một cái sức bật rất là thu hút ừ. đấy còn những người nào mà da ngâm thì khi mình chọn màu à, nâu nhạt đó nhìn nó không có natural lắm. Thì nếu mà mình là da ngâm rồi hoặc là hơi đen chút xíu nữa thì nên chọn màu nâu sậm hơn. Ừ. À, đó là cái mà theo như Thanh Mai tìm hiểu khi mình chọn à, màu mắt cấp cũng vậy Phú Tài. À, rồi cái tóc cũng vậy. Hôm nay Thanh Mai à, rất là vui được gửi đến quý vị. Những người nào, những chị em hay những anh nào mà lỡ bị tóc bạc sớm mà nhiều à, hãy gọi vào đài SPTN tìm hiểu về sản phẩm Tech5 có nghĩa là thuốc nhuộm tóc ở số 1888 500 2018. và chúng tôi có rất nhiều à, cái sản phẩm để quý vị lựa chọn màu nâu đậm màu nâu nhạt à, màu gray tức là màu à, màu bạc đó là màu rất ư là fashion bây giờ